Yo, sau 3 tuần chơi game thì ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn một cách chơi hoàn toàn mới dành cho những bạn nào tân thủ hoặc là cày chay ít nạp nha. Nếu như bạn nào pro rồi thì cũng có thể góp ý luôn ở bên dưới để cho các bạn để có thể nắm bắt được nhá. Ok, thì các bạn nhớ xem hết video để xem là có những cái mẹo gì mới được cập nhật nha. Đầu tiên là về cái trang bị thì sau khi mà mình lên được level 222 ở đây các bạn ạ, mình chặt cái cây level 13. Chỉ số nó khác bò thật các bạn ạ. 19,7% này các bạn này. Đấy, 19% này. Khủng khiếp chưa? Mấy cái đồ mà 6-7% thì không nói, nhưng mà có rất nhiều món đồ là lên đến tận 19-20%. Thì lúc này các bạn build nó mới hiệu quả. Đấy, những cái thuộc tính của các bạn sẽ trên được 100%. Ví dụ như là mình chơi liên kích và bạo kích thì cả hai cái chỉ số này nó đều là 154 cũng như là 145. Thì về cái chỉ số ấy, các bạn đừng quá thiên về một cái chỉ số nào đó các bạn nhé. Ví dụ như các bạn nên kết hợp né thì nên đi với cả phản công, mà liên kích thì nên đi với cả bạo kích, hoặc là liên kích đi với choáng là nó hợp lý nha các bạn. Để mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao nha. Nhiều bạn chỉ tập trung vào mỗi một dòng thôi, liên kích chẳng hạn, thì cái dòng liên kích của bạn phần trăm rất là cao. Tuy nhiên là đến khi ra bạo kích chẳng hạn mà lực chiến nó tăng lên tận 400-500 nghìn, các bạn cũng bỏ đi thì rất là phí cái chỉ số ở đây. Mà thêm cái nữa, nếu như các bạn chỉ build một dòng thôi thì các thanh niên khác nó dùng kháng ấy các bạn, kháng mà liên kích cái là các bạn bị phế liền. Cho nên là các bạn cứ build dòng đôi nhá. Nhân tiện nói về tiên thụ cũng như là việc tích đào, những cái cây tiên thụ level đầu tiên ấy thì các bạn nên tích lại. Còn cái cây tiên thụ level cao mà cái ngày của nó giãn ra quá nhiều ạ, thì các bạn cứ chờ mấy hôm cuối ấy, thì các bạn tích một thẻ nhá. Những ngày kia thì các bạn cứ xả đi để cho lên được cái level ở trên này. Và khi mà các bạn có được những trang bị level cao thì chắc chắn là chỉ số các bạn cũng sẽ cao hơn. Đấy, thì các bạn đỡ bị thọt đi tham gia những cái hoạt động nhé. Cái thứ hai là về linh thú này các bạn này. Cái này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Như các bạn có thể nhìn thấy, ở đây thì mình đã build mắc về sao cho con ong già của mình rồi. Tuy là dòng của nó thì hơi cùi bắp, có mỗi cường hóa linh thú phẩm lam thôi. Nhưng mà thôi, mình cũng chẳng muốn đổi bởi vì là mình cũng đang dần chuyển sang build con hổ rồi. Thì riêng vào linh thú này, mình phải công nhận là nuôi khó thật đấy. Mặc dù là mình đã nạp 2 củ vào đây cũng như là nạp cái gói thẻ trọn đời để có thể reset đi chăng nữa thì mình vẫn thấy cái gì đấy cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy mình muốn khuyên các bạn, nếu như các bạn là nông dân cày chay không nạp thì các bạn cứ build một con ong già cho mình các bạn nhé, ở giai đoạn đầu. Bởi vì là mình chơi đến 3 tuần rồi mà bây giờ mình cũng mới có thể là build gần mắc được con ong già, thì chắc chắn là các bạn build kiểu gì thì build phải tầm tháng thì mới có thể là mắc được con ong già này. Thì sau một tháng chơi game yên ổn, các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang những con linh thú khác. Nếu như mà để nói linh thú đỏ thì thực sự các bạn luôn là mình cũng không khuyên các bạn cày chay là chơi linh thú đỏ đâu. Chỉ cần chơi linh thú cam là được rồi. Bởi vì linh thú cam thì mình cũng có thêm cái tính năng nặn hồn và cũng sẽ có thêm tẩy luyện nữa các bạn, là ổn áp rồi các bạn nhá. Linh thú phẩm cam thì nó cũng có rất nhiều con, không cứ gì các bạn phải chơi với em ứng long cả, mà các bạn dựa vào những cái dòng mà các bạn build ấy để lựa chọn linh thú cho nó phù hợp nhá. Ví dụ như các bạn chơi liên bạo phải trả tội gì mà không chơi em vô chi kỳ này cả, mạnh mà. Còn nếu như bạn nào mà nạp cái gói thẻ chọn đời giống như mình ấy thì cái gói này nó sẽ có cái tính năng là cứ làm mới 20 lần thì chắc chắn sẽ ra linh thú thần thoại. Và nếu như các bạn reset 5 lần, các bạn lựa chọn con pen bạn mong muốn ở đời thì chắc chắn là 20 nhân 5 lên, tức là 100 lần là các bạn kiểu gì cũng có bảo hiểm được một em pet đỏ mà các bạn chọn ở đây nhá. Mình thì mình có một em bạch hổ rồi. Hiện tại là mình có reset được thêm một em nữa. Thì còn thiếu 600 điểm nữa là mình có em bạch hổ thứ hai. Thì mình cũng đang làm một cái video, đó chính là hành trình về nuôi con bạch hổ đấy. Nhưng mà cũng không biết là mấy hôm nữa thì chắc mới ra được video chứ không thể ra luôn được. Thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để đón xem video ấy nhá. Thì trong video đấy mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn là làm nào để có thể nặn hồn cũng như là tẩy luyện một cách chuẩn chỉ nhất nha các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem video đấy nhá. Còn chắc chắn là các bạn đừng chơi con pet tím làm gì các bạn nhá. Mấy con pet tím này chơi phế lắm các bạn, vì nó không có tính năng nặn hồn. Chơi về lâu về dài thì các bạn cứ kiếm một em pet cam hoặc là một em pet đỏ mà chơi các bạn ạ. Cái thứ ba nữa là về cái tinh quái. Tinh quái phải công nhận là khó chơi thật đấy các bạn ạ. Cái tỷ lệ ra nó cứ lùm ca lùm côm các bạn ơi. Và nhiều bạn sai lầm nhá. Các bạn cứ nghĩ là tinh quái đỏ thì nó sẽ mạnh các bạn ạ. Nhưng mà không, tinh quái nó phải phù hợp với cả cái lối chơi của mình thì nó mới mạnh cơ. Thì mình lấy ví dụ cho các bạn nhé, sơn dã tinh, con này là máu của nó dưới 30% nó hồi ngay 24% HP tối đa, cực kỳ khó chịu nha các bạn. Mà con này là con phẩm lam thôi, thế cho nên là việc tăng level tăng cấp của nó rất dễ luôn các bạn ạ. Đầu tiên là mình chơi em quỷ tướng ấy chứ, nhưng xong mình lại đổi sang em sơn dã tinh thì PK cực kỳ có lợi. Thế cho nên là các bạn phải cân nhắc đấy, nếu như mà những con phẩm mà lam của các bạn thôi mà nâng cấp vào level cao lên ạ thì các bạn nên chơi. Do là về sau để kiếm được mấy cái vé chối tinh quái này thì thông thường các bạn chỉ có thể kiếm được ở trong phần là xả đào thôi. Thì xả đào hên thì các bạn nhận ra được mấy cái vé đó, thì các bạn tích lũy lại chờ những đợt sự kiện thì các bạn xả một thẻ là nó sẽ hợp lý hơn. Còn cứ chơi lẻ tà lẻ tẻ thì các bạn sẽ bị lỗ tài nguyên so với những bạn nào mà tích. Nếu như con tinh quái nào nó phù hợp với những môn phái nào
thì mình cũng đã làm video review một vài môn phái phổ biến, ví dụ như là choáng này, liên kích bạo kích này, hay là né đấy, thì các bạn có thể xem lại mấy cái video đó nhé. Mình không muốn nói lại trong video này nữa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ví dụ như em tinh quái phù tang này thì đúng là chỉ cần đến nội tại thôi, cũng chẳng cần phải có quá nhiều phần trăm HP, mà chỉ cần được hồi sinh cái đã là nó phần nào khắc chế được những cái con ứ pet cực kỳ là mạnh như con ứng long rồi. Thế nếu như mà sở hữu được em phù tang này thì các bạn nhớ cho vào đội hình nhá, nó có lợi phết đấy. Cái thứ tư nữa đó chính là về cái thần thông. Đấy, bạn luôn, cái thần thông này nó cũng khó y như kiểu là cái tinh quái luôn các bạn ạ. Và mấy cái vé thần thông này thì sau mấy cái đợt sự kiện đầu ạ, thì nó chỉ kiếm được khi mà các bạn ở trong cái phần nó như là động phủ này, sau đó là phúc địa này. Đấy, các bạn đi dùng chuột để các bạn có thể là đào được mấy cái vé đó. Thế cho nên là các bạn cũng không phải cớ gì mà cứ phải thần thông cam các bạn mới chơi, mà cứ làm với tím mà nó ngon lành là các bạn chơi bình thường. Ví dụ có những cái phẩm tím hay phẩm cam nó không phù hợp thì mình cũng cắp chơi. Đây, mình còn chơi cái phẩm lam này các bạn này, linh thú phóng kỹ năng sẽ gây thêm lần sát thương 26% công đến địch. Thì nó cũng ngon hơn mấy cái này rất là nhiều, ví dụ như sát thương gây ra trong lần đầu tấn công mỗi linh thú tăng 20%. Nhưng mà đây nó chỉ phù hợp với những con nào mà đánh kiểu một lần giống như kiểu con ứng long thôi. Còn con linh thú của mình ấy, nó đánh hiệp nào nó cũng đánh. Thì thà là có cái ám kích này này. Đấy, gây một lần sát thương 26% công mà nó đánh 10 lần lên là sát thương gây ra nhiều ấy chứ. Còn đây là chọn cái gì nó cũng phải phù hợp nhé các bạn nhé. Và các bạn lưu ý một điều này. Đấy, đó chính là chúng ta cần phải tăng cấp lên level 25 thì chúng ta mới khảm được một cái ân ký. Và đảm bảo với các bạn luôn, khi chúng ta nâng cấp lên level 25 là nó khác bọt liền các bạn nhé. Mình sẽ lấy thử một cái mà chưa nâng cấp này, xuất chiến cái này đấy, lực chiến đi giảm đi khủng khiếp luôn, gần 200k để lực chiến cơ mà. Đây, bây giờ mình trang bị lại cái này, cái ân ký này tăng nhiều chỉ số dã man, tăng nhiều lực chiến kinh khủng luôn này. Xuất chiến đó, các bạn thấy chưa, nhớ là các bạn phải lựa chọn được cái thần thông phù hợp đã nhá, sau đó thì nâng cấp lên thì nó đỡ bị thọt. Nhưng mà để nâng cấp được lên á thì cái này cũng phải đột phá được lên nữa các bạn. Và đột phá lên thì các bạn lại phải cần nó chính là chiêu mộ thần thông, và nó giao những cái trùng nhau thì nó tách thành mảnh thì các bạn mới có thể đột phá lên được. Còn cái nào mà không đột phá lên được thì mình cũng chỉ nâng mắc lên level 25 thôi. Còn ví dụ như mấy cái thần thông lam này, nó mình lại nâng cấp lên level 68 vì là mình đột phá được nhiều. Và cái thứ năm cũng là một cái cực kỳ quan trọng, nên là mình nói cuối cùng, đó chính là cái việc lựa chọn những cái môn phái. Ở đây thì thường là các bạn sẽ có choáng này, liên kích bạo kích này, hoặc là phái né. Thì nông dân á, mình vẫn khuyên các bạn trong tất cả ba cái môn phái người ta hay chơi như thế, thì mình khuyên các bạn là nên chọn liên kích với bạo kích. Đến mình nên mình nạp hai củ vào đây, mình cũng thấy chơi liên kích bạo kích là nó hợp lý. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì là không phải là ở đây chúng ta chỉ có mỗi đi mạo hiểm. Có thể các bạn đi vào choáng á, thì các bạn đi mạo hiểm nó sẽ dễ. Nhưng mà thề với các bạn luôn á, khi các bạn chơi được vào liên kích với cả bạo kích nha, thì các bạn chơi cái dị thú châm lược này nó rất là sướng. Bởi vì sát thương của các bạn gây ra càng nhiều á, thì ngay đơn giản những cái lần mà các bạn đi đánh này, nó rơi ra cũng phải tầm được 28 đến 32 cái ngự linh thạch ở thời điểm hiện tại của mình nha, level 200 ấy. Đó, thì các bạn nhân 5 lần lên, thì tức là sau 5 lần đánh này các bạn kiểu gì cũng đã có khoảng từ 100 cho đến 150 cái ngự linh thạch này, rất là ngon rồi, đúng không? Thì các bạn build linh thú nó mới ok la được. Thêm vào đấy nữa là bảng xếp hạng ngày các bạn cũng sẽ xếp hạng cao hơn, ít nhất là các bạn cũng phải trong top 50 để mỗi một ngày các bạn có thêm được 40 cái ngự linh thạch nữa. Chứ còn các bạn mà build né kiểu gì cũng ngoài top 50 luôn, hoặc là build choáng thì nó cũng không tối ưu được sát thương. Nhưng mà tất nhiên này, mỗi một môn phái thì nó đều có những cái lợi khác nhau, ví dụ như môn nói né hay là môn phải choáng đi PK lại sướng, đúng không? Nha, thôi mấy môn phái đấy thì tùy theo sở thích các bạn nhé. Cái thứ sáu nữa cũng là một cái này căng thẳng đấy các bạn, đó chính là trong phần bang này này. Nếu như các bạn mà lại hên lựa chọn những cái bang nó khỏe thì các bạn lại vô tình là có thêm được rất là nhiều tài nguyên, bởi vì ở đây sẽ có những cái hoạt động mà chúng ta phải đi công thành chiến bang này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Sau này thì nó sẽ cần rất nhiều những cái, đó chính là nước tẩy tiên, bởi vì là nó sẽ liên quan đến nặn hồn, rồi thì liên quan đến tẩy luyện skill của pet nữa, thì nó rất là khác bọt nha các bạn. Và trong bang của các bạn mà lại nhiều ông nạp nữa thì tự nhiên các bạn lại có thêm nhiều phần quà, thế mới đều. Thế nên là ông nào mà dẻo mỏ chịu khó mà xin vào bang top là cũng ok đấy. Và mình nghĩ là các bạn tân thủ chỉ cần nắm được mấy cái yếu tố như vậy thôi là chơi nó sẽ hòm hòm rồi. Còn càng về sau thì nó sẽ mở thêm một số những tính năng mới, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, hoặc là có thể xem video ở ngay cái danh sách phát hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.